Thì cả nhà thấy cái màu xám xi măng này cả nhà rất là đẹp, màu màu bóng nha cả nhà, màu bóng. Thì cái xe màu bóng cả nhà rửa ra nó sạch, sạch sẽ, nhìn thấy nó đẹp, nó bóng loáng à, nhìn nó sáng sủa ha. Thì cái nhãn năng lượng của chiếc Vision này là 1.85, tức là 1.805 chưa được lít 9 trên 100 km. Đây, đây là nhân vật chính ngày hôm nay đi cả nhà. Thì chiếc Vision này là phiên bản này là phiên bản thể thao nha cả nhà, phiên bản thể thao đó, màu xám xi măng đó. Thì em nói hôm nay mình quay đặc biệt mình báo cái giá để cả nhà mình cùng xem ha, cùng tham khảo cái giá của em nó trong tháng 7 âm lịch này như thế nào nó. Thì hôm trước giờ mình cũng ít quay cái dòng xe Vision đó, thì hôm nay mình quay lại cho các chị em mình cùng xem, cùng tham khảo cái màu xám xi măng ha, xám xanh nè, xanh xám xanh xi măng nè, xám xi măng còn gọi là xám xi măng đó cả nhà. Đó, chiếc xe thì các bạn nữ rất là yêu mến nha. Thì hôm trước giờ mình quay xe số không à, hôm nay mình quay lại cái dòng xe Vision phiên bản này cho cả nhà xem đó, và sẽ báo cái giá để cả nhà mình cùng biết ha. Đó, thì em nó có phục màu đỏ rất là nổi bật ha. Đó, bánh này, phiên bản em nói là mâm màu đen nha cả nhà, mâm màu đen, phiên bản thể thao đó. Thì cái loại này nó có phiên bản cái mâm 5 cây này nè đó. Thì phiên bản này dành ra nam nữ chạy đều được nha cả nhà. Thì hãng đó thiết kế là ưu ái cho nam ha, cho nam chạy được, tại vì các bạn nam mà chạy xe Vision cũng thường lắm, nên hãng đã thiết kế cái mâm rất là to nè, cái mâm to, bánh to và phuộc to đó, để phù hợp với các bạn nam đó. Các bạn nam mình chạy cũng rất là ok. Thì nhìn từ xa em nó cũng rất là to bản nha, rất là to đó. Màu xám xi măng, xám xi măng. Thì phiên bản màu xám xi măng thì em nó có con heo dầu là Nissin màu đỏ nha cả nhà, Nissin màu đỏ rồi. Thì em nó có tem màu đỏ đen Sport ha, Edition nó. Thì em nó thì mình thấy cũng không có gì thay đổi hết, vẫn là đèn halogen ánh sáng vàng đó. Thì Vision thì là một chiếc xe phổ thông, cũng tương đối là xe tầm trung rẻ tiền để cho các bạn nữ chạy ha. Thì đặc biệt là em nó chưa có lên đèn LED, chứ chưa có lên động cơ ESP cộng ha. Đó, thì vẫn là ESP thường thôi. Thì cả nhà nếu mà lên nữa thì cái giá nó sẽ lên ha. Đó, rồi mình thấy như vậy cũng được rồi cả nhà. Cái mà đèn halogen này, ánh sáng vàng này chứ cả nhà thấy nó cũng ôm đường lắm. Cả nhà chạy đặc biệt là trời mưa nè, đường sương mù nè ha, là cái ánh sáng vàng này nó phát huy rất là tốt ha, rất là tốt. Đó, rồi thì để mình dỡ cái bọc ni lông ra cho cả nhà xem cái da im em nó như thế nào ha. Rồi trong cúp im, rồi thì mình để cái bọc vô đây đi. Rồi thì giờ mình vô cái da yên đi. Đó, thì cái da yên của chiếc Vision cả nhà biết là em nó là màu đen ha, màu đen nhám nhám. Thì có cái đường chỉ này chỉ đơn nha cả nhà, chỉ đỏ, chỉ đơn chạy xung quanh cái yên nè. Đó, yên thì cũng yên đợt này Vision lập căng quá cả nhà, mình thấy cái yên căng quá, cái da yên căng ra thẳng quá ha. Rồi thì đặc biệt em nó là có cái hộp bên đây nè, cái hộp đây cả nhà, sạc điện thoại nè ha, có cổng sạc ở trong đây nè, để những cái vật dụng nhỏ nhỏ trong này cũng rất là tiện, bên trái nè ha. Rồi ok. Thì phiên bản này á, phiên bản xám xi măng này, cái cản thì là màu đen nha cả nhà, đen nhám, cản màu đen nhám. Còn phiên bản cổ điển thì cái cản màu bạc bóng ha. Thì Honda đổi lộn ngược lại cả nhà, nó hay trùng lặp lại, đổi lại đó. Đó, nó cũng mà thật sự thì nó cũng y vậy thôi, cũng không có gì thay đổi nhiều đâu. Đó, đây động cơ em nói đây, thì mâm sau nè. Đó, rồi thì bình của chiếc Vision được để dưới cái lườn nha cả nhà, chỗ mình để gác chân này ha. Thì cây cốp yên của nó, rồi mình để mình dỡ cốp yên quên đó, dỡ cho cả nhà xem trong cốp yên. Thì yên Vision thì cả nhà biết bình xăng nằm bên trong đó, nên cái cốp nó được có một khoảng ở trước này thôi, nhưng mà cũng rất là rộng nha cả nhà, để được cái nón phun phay và hai cái nón nửa đầu hết cả nhà đó, như những cái vật dụng nhỏ đó vậy thôi.
À, bên đây có cái vít ha, vít. Đây thì cái đồ mở mua ghi, đó, mở mua ghi. Rồi. Chưa có đèn soi cốp nữa, chưa có đèn soi cốp ha. Thì cả nhà cái xe giá rẻ thì cả nhà cũng biết rồi. Hãng cũng không có trang bị nhiều gì để cho mình nè. Số tiền nó tăng lên cả nhà mình cũng hơi ngán ngán ha. Như vậy thì thấy cũng rất là ok, cũng rất là tuyệt vời. Đó. Đây, đuôi em nó đây. Thì cả nhà thấy cái chiếc Vision thì cái cản thì làm đã nó khác rồi ha, như giống như chiếc SH Mo. Cả nhà thấy cái cản nó dày ra, nó dày hơn cái đuôi ha. Ví dụ mình dè lại á, mình thường dè xe đó cả nhà, dè xe nó ưa cả vô mấy vách tường với cây cột rồi đó, thì cái cản này nó bảo vệ cái đèn ha. Đó. Trước mắt thì cái cản nó dính trước, nó dính vô đó trước cho nó chưa có dính được cái đèn ha, nên bảo vệ được cái đèn cũng rất là ok. Cái này là một cái điểm cộng nha, cũng một cái điểm cộng luôn. Rồi, thì đây là đèn soi cốp đây. Đây là cái mắt mèo dạ quang. Đó. Tắt mở động cơ tạm thời. Đề, rồi. Còn gì nữa không ta? Đó. Đó, rất là ok luôn. Phụt cả nhà thấy phụt to, rất là to bản. Phụt này mình thấy to giống gần phụt winner đó nha. Gần phụt winner luôn á. Cái phụt này á, với cái phụt chiếc SH Mo cả nhà thấy giống hệt nè, để mình quay qua chiếc SH Mo cho cả nhà xem nha. Đây à, y chang phụt SH Mo luôn ha. Đó, phụt to bản, chất trắng luôn. Thì với cái động cơ 110 và phụt nó bằng động cơ 125 của SH Mo, thì cả nhà biết cái dàn đầu trước thì nó đầm ha, nó kìm rất là chắc. Đó, rất là tuyệt vời rồi. Đó. Rồi, mình xin vô cái giá đi. Cái giá của em Vision phiên bản thể thao này thì em nó có cái giá tại cửa hàng Honda Thu Vân nha. Ủa xin lỗi, Honda Thanh Nhã. Thì em nó có giá hiện tại là 37.300. 37.300. Thì cái giá này là cái giá xe nha cả nhà. Đó, giá xe nha. Giá này giá giàu cho cả nhà luôn. Đó. Rồi, 37.300. Rồi, thì cả nhà chưa đăng ký kênh, hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh nha. Và cho mình xin một like. Nếu có gì hữu ích thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Đó, thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì đặc biệt hôm nay mình báo giá cho cả nhà mấy cái dòng Vision. Đó, Vision ha. Thì mình nói thêm chút xíu nữa nha. Sẵn mình quay Vision thì mình chia sẻ Vision luôn. Đây. Đây em Vision này. Đó, phiên bản này kìa. Phiên bản cá tính nha, phiên bản cá tính. Nó giống như phiên bản cổ điển vậy đó. Thì nó cũng giống như phiên bản thể thao luôn nè. Mâm 5 cây rất là to. Thì em nó có cái giá là 37.300. Đó. Rồi. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Mình hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Rồi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.